Chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, chị ơi, sao mọi người ơi, có ai gọi cấp cứu cho chị ơi đi. Mày giúp chị ấy không? Mọi người ơi, mau giúp tôi với. Chị ơi, sao vậy? Chị làm thế vậy? Chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Mọi người ơi, có ai gọi cấp cứu cho chị ơi đi. Chị ơi, mau tỉnh dậy đi. Mọi người ơi, ai có thể gọi cấp cứu được không? Xin chào mọi người, lại là Đăng đây. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của Đăng nha. Mọi người nhớ like và chia sẻ clip cho Đăng để chị ấy mau tỉnh dậy nha. Tạm biệt mọi người. Tiếng làm đi vậy? Lay lay vậy đó con ơi. Lớp cuốn, lớp cuốn. Trời, số gì mà xui. Lay lay lay, cấp cứu. Xe cấp cứu, đường cao lỗ nhanh lên. Có người đang cần cấp cứu, anh ơi. Anh ơi, quan tâm anh ơi. Quan tâm. Tâm hả? Tâm này bán sao em? Tâm này bán 10 ngàn một hộp. 10 ngàn một hộp? Hơi mắc đó em. Mắc đâu anh ơi, giá xin gì anh ơi. Em mua càng nhiều em càng khuyến mãi mà. Khuyến mãi sao? Dạ em mua 2 hộp em bán anh 20 ngàn. Em mua 20 ngàn? Em mua 5 hộp em siêu khuyến mãi là 50 ngàn. Cũng hơi mắc á. Gì à, giá chưa khuyến mãi sao em? Giá chưa khuyến mãi là 3 hộp 30 ngàn. 3 hộp 30 ngàn? Ôi mắc quá, bây giờ 30 ngàn 3 hộp được không? Ồ anh ơi, dùm được anh ơi, 3 hộp 30 ngàn anh ơi. 2 hộp em bán anh 20 ngàn. Em mua 20 ngàn. Em mua 5 hộp mấy anh khuyến mãi luôn 50 ngàn. Thôi bây giờ anh trả giá lần cuối luôn nè. Ok. 4 hộp 40 ngàn. Ồ anh ơi, sao anh đủ sống anh ơi. Bây giờ 40 ngàn 4 hộp bán không? Thôi kệ cũng được, kệ cũng được. Rồi, bán luôn. Okay, đi. Mà giờ anh còn có 1 tờ 50 và thôi em bớt anh 10 ngàn đi. 50 xong mà sống anh ơi. Thôi giờ 4 hộp 50 ngàn. Thôi 50 xong mà sống. Thôi 50 ngàn 4 hộp. Thôi nha, sáng rồi, không có giá bây giờ. Ê, không có thái độ nha. Đàn ông với nhau không nha. Ê, bồi thì lấy cái cùng nha. Tuy rằng các giống như chung một vàng. Đi chung vàng không? Chung vàng không? Không. Quá trời được xem luôn. Rồi comment kìa. Ôi nó thả tim kìa trời. Gọt canh nè à. Không thấy mỏng nè à. Một chút không mát cho thêm tí tắm à, xong mưa nữa hay xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại trở về với chuyên đề những món ăn healthy nha. Bữa giờ thì có những cái bài chỉ động tác cho các bạn tập thể dục nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ tới đồ ăn đi. Hôm nay các bạn hãy khoe những món đồ ăn healthy của các bạn nha. Hãy comment ở dưới cho Huyền biết nha. Còn hôm nay Huyền giới thiệu món ăn healthy của Huyền đó chính là xà lách dầu giấm. Nếu như mà các bạn muốn
giảm cân á, thì chúng ta phải nên ăn nhiều rau. Và nếu như mà ăn rau không á, thì rất là ngán. Thì Huyền có gợi ý cho các bạn là các bạn hay mua cái chai súp dầu giấm á, cho vô nó ăn chua chua ngọt ngọt, kích thích gia vị rất là ngon nha, mà không bị nhàm chán bữa thức ăn này nữa. Chúng ta cùng ăn nào. Một chút dưa leo, một chút salad và dầu giấm. Ngon lắm nha. À, nếu như mà bạn nào mà mới ăn mà chỉ ăn cái này không á, sợ bị thiếu đạm á, thì các bạn có thể ăn thịt ức gà nè, nhớ ăn phần thịt nạc thôi nha. Hoặc là thịt nạc heo, nó thịt bò, nhớ là chỉ ăn thịt nạc thôi nha, đừng có ăn dầu mỡ béo lắm nhá. Hôm nay là món ăn của Huyền. Bây giờ Huyền tới các món ăn của các bạn, thì các bạn hãy comment hoặc là làm clip gửi lại cho Huyền nha. Và xin chào các bạn, các bạn hãy chờ đón những cái clip tiếp theo của Huyền nha. Bye bye. Cơm lắm. Trời ơi, đây mới là thế giới của mình chứ. Chè sữa, cơm ghê. Ê, coi cái bẫy mình nè. Trời ơi, cái xinh. Nhìn vô coi nè. Xấu như em thì chó mới yêu. Ê, nhắn tin với mình nè. Chào em. Làm quen nữa. Nhìn anh cũng đẹp trai quá trời. Biết đẹp trai rồi. Anh đang làm nghề xuất nhập khẩu tre nứa. Cực lắm em. Không em, tại anh đang làm giám đốc ngồi rung đùi đếm tiền nên muốn gãy luôn. Anh làm gì giàu đâu em, anh sợ đếm tiền hết. Thề để ngủ đi chơi đã. Mày đâu đây? Mày đâu ra nữa đây? Sao gặp mày hoài vậy? Này lại hãm nữa rồi. Đi bán tâm hay là bán dâm nữa đây? Ê, này tao đi gặp gái nha. Làm gì có gái nào thèm gặp mày? Sao không có? Đâu, để tao coi coi. Đây nè. Nè nó nè. Ồ, xin mày. Nó nhắn tin cho tao trước đó nha. Ghê, vậy là nó yêu mày rồi. Chuẩn bị đám cưới chưa? Sắp có con rồi. Ghê. Đây nó. Dạ, em chào anh. Em là Băng Quý sao? Dạ đúng rồi đó anh, em nè. Sao anh nhìn em kỳ vậy? Em ngại lắm. Xấu như em á, chó nó mới yêu. Em đang nói những lời em hay đăng trên Facebook đó à? Dạ đúng rồi, em đang nói thiệt mà. Anh thích những cái người thật thà như em. Anh ơi, tính tiền cho bạn em.
Em có đem theo tiền không? Dạ có chứ. À vậy hả? Chị ơi, tính tiền cho bạn em. Trời xuôi tan vỡ tình đôi lứa, lời hẹn thề xưa. Mọi người hôm nay đang gặp một anh ăn xin mù rất là tội nghiệp, đang vừa cho anh ấy 500.000, hy vọng anh ấy có thể ăn no bữa nay. Mọi người có đi qua thì giúp đỡ anh ấy nha. Tạm biệt mọi người. Không để mọi người đợi lâu nữa, hôm nay Hiền sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái trang phục mix bây giờ nha. Đây là mùa đông nè, thì chỉ cần các bạn khoác nhẹ một cái áo len để có thể một trang phục đi chơi hoặc là xịt tin nè, đúng không? Alo. 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 Alo, tao nè mày ơi. Alo, cái gì vậy? Tao nghe gì hết trơn á. Ở dưới ai bám theo tao á, tao sợ quá à. Cái gì? Thôi nè, mày bình tĩnh. Không có chuyện gì xảy ra hết á. Mày bình tĩnh đi nha, đừng có hoang tưởng như vậy, không có chuyện gì đâu. Không phải đâu. Thôi bây giờ mày chỉ cần chạy nhanh về nhà là không có chuyện gì xảy ra nữa hết đó nha. Bây giờ tao đang bận lắm, có gì mai gặp lại sau nha. Chạy nhanh nha. Tao sợ không mày đến cứu tao đây. Cứu mình lại đi, gọi cấp cứu biết gì đâu rồi. Ê,
chết rồi má ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhau nha, chạy công an tới rồi. Làm gì vậy? Gì mày? Đừng tìm người yêu.